Hi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cố vấn pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau một số thông tin liên quan tới việc tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích, thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì Quốc hội đã ban hành nghị viết số 104 năm 2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Trong đó viết nghị việc thực hiện chính sách tiền lương, theo đó từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 năm 2018 của hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành trung ương khóa 12, đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn liền với lương cơ sở. Liên quan tới việc điều chỉnh lương hưu, tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ đầu năm 2024, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương minh và Xã hội cho biết, việc cải cách tiền lương phải đi đôi với điều chỉnh lương hưu. Do đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, lương hưu phải tăng tối thiểu 15%. Mới đây, Bảo hiểm xã so hội Việt Nam đã dựa trên các yếu tố trượt giá đầu vào, điều chỉnh lương hưu và tăng trưởng kinh tế năm 2023 đã đề xuất tăng lương hưu 8% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng đề xuất mức tăng này sẽ giúp giảm bớt sự chênh lệch giữa người hưởng lương hưu trước cải cách tiền lương và người hưởng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 trở đi. Tuy nhiên, để xác định lương hưu năm 2024 tăng bao nhiêu phần trăm thì phải chờ văn bản quy định chi tiết của chính phủ. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội được tính dựa trên mức lương cơ sở. Tuy nhiên, khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương dẫn đến không còn hệ số lương và mức lương cơ sở, do đó các khoản trợ cấp tính theo lương cơ sở cũng sẽ thay đổi từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Hiện nay, chính phủ đang đề xuất các khoản trợ cấp gắn bư lương cơ sở bằng mức cao nhất hiện nay và quy định bằng số tiền cụ thể. Theo đó, mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau một ngày bằng 540.000 đồng. Trợ cấp một lần khi sinh con, nhận con đuôi cho mỗi con bằng 3 triệu 600 ngàn đồng. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản là 540 000 đồng một ngày. Trợ cấp mai táng bằng 18 triệu đồng. Trợ cấp tốt hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 900 000 đồng. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp tu dưỡng, thì mức trợ cấp tốt hàng tháng bằng 1 triệu 260 ngàn đồng, vân vân. Về nguyên tắc, tăng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 phải đạt trong mối quan hệ với mức lương thấp nhất của công chức, viên chức nhưng cũng cần tính đến khả năng, nguồn ngân sách và bị bảo hiểm xã hội. Mức tăng lương hưu thấp nhất bằng mức lương cơ sở hiện nay là 1 triệu 800 ngàn đồng. Sắp tới, thực hiện cải cách tiền lương sẽ bỏ mức lương cơ sở. Cho nên, theo xu hướng thì lương hưu thấp nhất sẽ bằng mức lương tối thiểu bình quân của bốn vùng khu vực doanh nghiệp. Do đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất điều chỉnh lương hưu 8% là rất thấp, không bằng mức lương tối thiểu bình quân của bốn vùng khu vực doanh nghiệp. Hiện nay sẽ gây hụt hẳn cho những người hưởng chế độ hưu trí. Do đó, nếu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra mức tăng lương cán bộ công chức viên chức là 23,5% thì đề xuất tăng lương hưu 15% là phù hợp. Bảo hiểm xã so hội Việt Nam đề xuất mức tăng lương hưu 8% thì vị bảo hiểm xã hội sẽ đỡ hơn, nhưng sẽ tạo ra khoảng cách lương của người về hưu trước và người nghỉ hưu sau cải cách tiền lương ngày càng giãn ra. Do đó, cần phải cân nhắc với mức đề xuất tăng lương hưu. Mức tăng như đề xuất của Bộ Lao động Thương minh và Xã hội là phù hợp hơn với nguyện vọng của người nghỉ hưu, nhưng vị bảo hiểm xã hội sẽ phải tăng nhiều hơn số tiền cần phải chi trả. Như vậy là mình vừa trao đổi xong với các bạn một số thông tin liên quan tới việc tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và nếu như mà bạn có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với mình nhé